hình như mình nghe văng vẳng, hình như mình nghe văng vẳng hai kỷ niệm một chuyến đi. Trời ơi, ai vậy? Ai vậy? Trời ơi, cái đó là xưa dữ lắm đó nghe. Hồi đó là em Lệ Thu em bé nha. Hai kỷ niệm một chuyến đi, đó là bài đầu tiên. Lệ Thu song ca với anh hai Minh Dương, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Đến bây giờ mà quý bà con cô bác vẫn còn nhớ, Lệ Thu rất vui và vô cùng cảm ơn và cảm động quá. Lệ Thu thật thật cảm ơn. Và tiếp tục, Lệ Thu xin trích đoạn trong vở tuồng Tô Anh Nguyệt sẽ cùng song ca với nam nghệ sĩ Trần Thanh Cương. Nghệ sĩ trẻ. Dạ môn Phật. Thanh Cường xin trân trọng kính chào thầy. Thanh Cường xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị Phật tử đã có mặt trong buổi văn nghệ tối hôm nay. Để liên tục chương trình, Trần Thanh Cường cùng với nữ nghệ sĩ Lệ Thu xin gửi đến toàn thể quý vị một lớp trích đoạn của tác giả Trần Hữu Trang. Lớp trích đoạn được mang tên Tô Ánh Nguyệt. Xin mời cùng thưởng thức. Đã từ lâu tôi giang em đừng gọi tôi bằng tiếng thầy. Tôi nghe nó khó chịu lắm. Dùng tiếng nào xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái nhất thì bụng dạ thầy đã biết tại sao thầy không chịu nói ra. Nguyệt, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt một đời duyên nợ dở dàng. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình. Ba thằng tâm hay chỉ bằng tiếng Anh thôi. Mình ba thằng tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ đây hai tao gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Quãng đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy hai ta không được hoàng gia thú nhưng mà nghĩa vợ chồng sao chưa có. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ có thể hiểu được anh với em đã vượt qua khuôn khổ của gia đình, là chúng ta nối lại mối tình xưa dang dở. Oh,
của thằng Tâm, gặp gỡ ma của thằng Tâm với tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Sắp tới đây thằng Tâm con của chúng ta nó sẽ tốt nghiệp ra trường, rồi đây anh sẽ dọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình hoan hỷ nâng ly chúc mừng con trong buổi lễ thành hôn. Định gửi quà gì cho con? Cặp gối thiếu còn dáng vợ, chim quyên ương trong ánh chớp nền trời đấy đó, quyên ương và cuộc sống dịu dàng từng đường chim môi chỉ có trái tim sắc son tình chung nhịp nhàng trời xa thăm duyên lửa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em lại dựng dưng như người qua đường xa lạ. Trong lúc anh ấp ủ anh nâng niu một tổ quy ương em đền hạnh phúc, còn em thì lạnh lùng từ chối khiến cho anh đây phải nát ruột xé lòng. Nguyệt, em hãy ban cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Anh Minh, chúng ta hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quyên ương trong thời khắc nghiệt. Một con không mãi bồng bềnh giữa biển cả, rồi từ đó con còn lại một mình đứng sức gió, vẫn thang thang ngày ngày đương đầu trước sông dương. Nhưng đã từ lâu rồi hả em? Giấc xuân mộng từ lâu cam trong trài, tình gối chăng nay bóng chiều lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được phụng trùng duyên can lệ, không thể nào tái soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn gãy qua thăng thẳm xa vời, thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cánh chờ đời bắn lời Nguyệt. Em hãy an tâm, thằng Tâm con của chúng mình nó ngoan lắm em mà. Em biết không, từ nhỏ cho tới lớn anh lo cho con nó không thiếu một thứ gì hết đó em. Anh Minh, thương con như vậy cũng là chưa đủ, mà mình thương con là phải sống trọn vẹn vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong lớp trong rêu cằn bao tù
Hãy cho tôi ông một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta hãy dành tất cả cho cô. Anh về. Dạ, anh về. Anh về nha Nguyệt. Dạ, dạ anh về. Anh về nha Nguyệt. Nguyệt không cả. Dạ, Trần Thanh Cường và nữ nghệ sĩ Lệ Thu xin cảm ơn. Cảm ơn quý công và cô bác. Dạ. Cảm ơn em Trần Thanh Cường đã hỗ trợ và cho chị làm một tiết mục Tô Anh Nguyệt. Xin cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Unu Hiền Muội.